Chelsea vừa trải qua mùa giải đáng thất vọng khi chỉ về đích thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải 2023-2024. Dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng mới Angel Maresca, The Blue đương nhiên đang kỳ vọng vào kịch bản họ sẽ thay tướng đổi vận. Tuy nhiên, viễn cảnh trên không chắc sẽ trở thành hiện thực do huấn luyện viên Maresca là nhà cầm quân còn ít tên tuổi. Trước khi nắm quyền ở Chelsea, vị chiến lược gia người Italia này mới chỉ dẫn dắt Leicester hay Parma đều không phải là những câu lạc bộ lớn. Trong phiên chợ hè 2024, Chelsea đã mang về sân Stamford Bridge tổng cộng 9 tân binh. Đắt giá và đáng chú ý nhất trong số này là cầu thủ chạy cánh Pedro Neto từ Wolves. Chelsea đã tìm cách tăng cường các lựa chọn tấn công của huấn luyện viên Enzo Maresca bằng một cầu thủ chạy cánh mới trong suốt mùa hè, chủ yếu là một cầu thủ hoạt động ở cánh trái. Mục tiêu hàng đầu của The Blue là Nico Williams, nhưng Chelsea luôn nhận thức được rằng ưu tiên của cầu thủ này ở lại Tây Ban Nha hoặc là gia nhập Barcelona hoặc ở lại Athletic Bilbao. Điều khoản mua lại trị giá 58 triệu euro của Williams theo quy định của La Liga phải được trả một lần ngay từ đầu là một trở ngại khác. Chelsea trả nhiều hơn một chút cho Neto, nhưng khoản phí ban đầu 60 triệu euro của anh có thể được đưa vào một cơ cấu thanh toán có lợi hơn với Wolves. Neto là một cầu thủ chạy cánh tốc độ khéo léo với khả năng kiến tạo và ghi bàn tốt. Thực tế là anh có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công, và điều này sẽ giúp các pha phối hợp tấn công của Chelsea trở nên linh hoạt hơn. Chấn thương cơ là mối lo ngại nghiêm trọng đối với Neto, người đã bỏ lỡ 102 trận đấu trong 4 mùa giải gần đây, nhưng anh đã chứng minh được năng lực ở Premier League. Chỉ mới 24 tuổi và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Với chiều sâu đội hình của Chelsea, Neto sẽ không nhất thiết phải ra sân mọi trận đấu. Chính vì thế, nguy cơ chấn thương cũng giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, tiền vệ Kenan Dalsbury-Holes, cầu thủ mùa trước thi đấu dưới trướng Enzo Maresca tại Leicester cũng là một cái tên đáng được lưu tâm. Để có được cầu thủ 25 tuổi người Anh, đội bóng phía Tây thành London đã phải trả cho bầy cáo tới 30 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, trung vệ lão tướng Thiago Silva đã rời Chelsea để đầu quân cho Fluminense theo dạng chuyển nhượng tự do. Cũng chia tay Chelsea, nhưng cặp đôi Ian Madsen và Lewis Hall lần lượt mang về cho The Blue tới 37,5 và 28 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng. Thương vụ Samu Omorodion từ Atlético đã sụp đổ, nhưng Chelsea vẫn có thể đón Joao Felix thay thế. Ngoài ra, Victor Osimhen đã bày tỏ mong muốn rời khỏi Napoli và có thể cập bến Chelsea trước hạn chót chuyển nhượng. Dù vậy, tính đến thời điểm này thì Chelsea cũng đã chi tiêu 1,5 tỷ bảng ở kỷ nguyên Todd Boehly. Dưới thời Graham Potter, Chelsea có nhiều cầu thủ đến mức họ phải thay đổi ngoài hành lang. Giờ thì đội hình Chelsea có 50 cầu thủ được đăng ký và huấn luyện viên Enzo Maresca có lẽ chỉ cần một nhóm 25 cầu thủ. Do vậy, Chelsea đang rất cần đàm phán để thanh lý bớt cầu thủ trong đội hình. Diego Moreira, tân binh được chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do, đã được bán cho câu lạc bộ sân sau là Strasbourg với giá 1,7 triệu bảng. Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah và Armando Broja đang tập luyện với đội trẻ chờ ngày ra đi. Họ được kỳ vọng đem lại cho câu lạc bộ 70 triệu bảng. Trong khi đó, thương vụ Conor Gallagher chuyển tới Atletico Madrid lại đang gặp đôi chút rắc rối do ảnh hưởng từ thương vụ Samu Omorodion. Ben Chilwell được xác định nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Enzo Maresca và có thể không được đăng ký cho đội hình dự Premier League. Newcastle đang theo dõi Noni Madueke. Cagney Chukwuemeka cũng đang có liên kết với Crystal Palace. Leicester nhắm David Datro Fofana. Cesar Casade được hỏi thăm và hậu vệ Basir Humphreys đang được Leeds United và Burnley tranh giành. Với rất nhiều cầu thủ có khả năng đem về lợi ích tài chính, Chelsea có thể thu về một khoản tiền lớn trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè. Chelsea chỉ thắng 1, hòa 2, thua 3 trong 6 trận giao hữu. Giới quan sát cho rằng quan điểm chơi bóng từ hàng thủ của huấn luyện viên Maresca đang gặp trục trặc khi có rất nhiều bàn thua xuất phát từ sự hớ hênh hoặc sai lầm cá nhân nơi hàng thủ Chelsea. Không thể phòng thủ như vậy khi mà đối thủ ngay trước mắt chính là Man City. The Blue để thủng lưới tổng cộng 13 bàn trong các trận giao hữu trước mùa giải. Trong 6 trận đó, họ cũng chỉ giành được một chiến thắng trước đội bóng đến từ Mexico là Club America. Đoàn quân của Maresca phòng ngự một cách ngây thơ và liên tục thể hiện sự hỗn loạn ở trên sân. Đáng lo hơn, đối thủ trong ngày khai màn Premier League 2024-2025 của họ sẽ là Man City. Có thể dễ dàng nhận ra Maresca đã đập bỏ tất cả những gì Pochettino đã làm trước đó và xây dựng lối chơi hoàn toàn mới. Họ thường xuyên bắt đầu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nhưng nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 3-2-4-1 hoặc 3-4-3. Ông thầy người Italia đưa ra rất nhiều yêu cầu mới với toàn bộ các thủ Chelsea nhưng chưa đem lại sự hiệu quả. Vấn đề tiền đạo cắm của The Blue vẫn chưa được giải quyết, tuyến giữa cũng chưa cho thấy sự gắn kết. Nghiêm trọng hơn là hàng thủ của Chelsea đang mắc quá nhiều sai lầm từ khâu triển khai tấn công cho đến đánh chặn hay phòng ngự khu vực. Những bàn thua trước Celtic hay Real Madrid thể hiện rõ điều đó. Ngay cả đội bóng đang được chơi hạng 3 của Anh như Wrexham cũng có được 2 bàn thắng vào lưới Chelsea. Nếu đoàn quân huấn luyện viên Maresca tiếp tục mang phong độ này tại Ngoại hạng Anh 2024-2025, nguy cơ thua nhiều hơn thắng là rất cao. Đó là tín hiệu đáng báo động với Enzo Maresca. Nên nhớ rằng Chelsea được mệnh danh là cối xay huấn luyện viên.
Ông thầy người Italia là huấn luyện viên thứ 5 làm việc tại Stamford Bridge chỉ trong vòng hơn 2 năm qua. Tỷ phú người Mỹ đuổi việc Thomas Tuchel chỉ sau 6 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023. Người kế nhiệm là Graham Potter cũng chẳng thể giữ ghế tới cuối mùa giải. Mauricio Pochettino chỉ tại vị được đúng một mùa, dù Chelsea đang dần cải thiện theo thời gian. Thông điệp mà Todd Bowley đem tới rất rõ ràng cho các huấn luyện viên, đó là thành công, chiến thắng hoặc bị sa thải. Nếu Chelsea không có khởi đầu tốt trong mùa giải mới, Enzo Maresca hoàn toàn có thể mất việc sớm. Không phải ngẫu nhiên mà 4 trên 9 chuyên gia của tờ Goal lựa chọn ông thầy người Italia kèm câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ là huấn luyện viên đầu tiên bị sa thải tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025. Với sự xuất hiện của Pedro Neto, huấn luyện viên Maresca sẽ có rất nhiều lựa chọn để sắp xếp đội hình của Chelsea. Theo đó, đứng trong khung gỗ sẽ là Robert Sanchez, khi thủ thành người Tây Ban Nha đã có những màn trình diễn tương đối ổn trong các trận giao hữu hè. Đội trưởng Rick James nếu khỏe mạnh sẽ chắc chắn chiếm suất đá chính bên hành lang cánh phải. Nhưng khi anh gặp chấn thương, Malo Gusto cũng hoàn toàn đáp ứng được chất lượng. Cánh đối diện sẽ thuộc về Marco Correa, trong khi Wesley Fofana và Levi Colwill sát cánh cùng nhau ở vị trí trung vệ. Asen Disasi và Tosin Adarabioyo sẽ là những người sẵn sàng chiếm suất đá chính của Fofana và Colwill. Tân binh Del Sporio sẽ sát cánh cùng Enzo Fernandez và Moises Caicedo ở hàng tiền vệ. Romeo Lavia dù đã có những màn trình diễn ấn tượng ở một số trận đấu gần đây, nhưng vẫn sẽ cần chứng minh nhiều hơn nữa mới có cơ hội cạnh tranh suất đá chính. Cole Palmer chắc suất bên cánh phải trong khi Neto có thể chơi cánh trái. Raheem Sterling và Noni Madueke sẽ là những người dự bị cho cặp đôi này. Đá cao nhất có thể là Christopher Nkunku nếu anh khỏe mạnh. Nicolas Jackson và tân binh tiềm năng Makuyu cũng hoàn toàn có thể cạnh tranh cho một suất đá chính. Ngoài sơ đồ 4-2-3-1 vừa nêu, huấn luyện viên Maresca cũng có thể chuyển sang sơ đồ 3-4-3 trong một vài trường hợp. Khi đó bộ ba trung vệ sẽ gồm có Colwill, Fofana và James. Cucurea và Malo Gusto sẽ là những cầu thủ đá wingback ở hai hành lang cánh. Enzo và Caicedo sát cánh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hàng công vẫn là bộ ba Neto, Nkunku, Palmer. Cách chơi này sẽ giúp Chelsea biến hóa hơn và thiên về tấn công hơn so với sơ đồ 4-2-3-1. Maresca có thể dùng để đối đầu với các đội bóng yếu tại Ngoại hạng Anh hoặc các giải đấu cúp. Vạn sự khởi đầu nan là câu nói rất đúng với Chelsea ở mùa giải 2024-2025. Lý do là bởi ngay ở lượt trận mở màn, đội bóng của tân huấn luyện viên Enzo Maresca đã phải tiếp đón Man City hùng mạnh. The Citizen là nhà đương kim vô địch Premier League đã thống trị làng bóng Anh suốt nửa thập kỷ qua. Sau cuộc thư hùng với Man City, lịch thi đấu mới dễ thở hơn với Chelsea khi họ chỉ phải gặp Wolves, Crystal Palace, Bournemouth và West Ham ở các lượt đấu kế tiếp. Hai tuần qua có thể là vừa đủ với nhiều đội bóng chuẩn bị tốt. Thế nhưng với Chelsea, nó quá ngắn khi họ chưa kịp cải thiện điều gì đáng kể cả. Mùa giải mới đang ở ngay trước mắt. Cuối cùng là vấn đề của Enzo Fernandez sau scandal phân biệt chủng tộc và bị chính nhiều đồng đội da màu người Pháp trong đội hình Chelsea tỏ thái độ phản đối. Họ vẫn cùng nhau ra sân trong trận đấu đã qua, nhưng có lẽ Maresca cũng cảm nhận được sự bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vụ việc của Enzo Fernandez đã vượt qua sự kiểm soát của Chelsea trong giai đoạn tiền mùa giải. Đôi khi việc xử lý nội bộ cho êm đẹp là điều Maresca nên làm ngay lúc này, thay vì việc tìm tòi những cách chơi và chiến thuật mới. Từ khi bắt đầu kỷ nguyên Abramovich cách đây hơn 20 năm, Chelsea chưa bao giờ đứng ngoài top 4 ở giải Ngoại hạng Anh hai mùa bóng liên tiếp, như điều đã xảy ra trong hai mùa gần đây. Bây giờ, trong khi Maresca đang đối diện nhiều câu hỏi khó trong công việc của chính mình, thì bản thân ông cũng lại là đề tài cho một câu hỏi khác từ giới hâm mộ. Liệu đây có phải là lựa chọn sai lầm của Chelsea? The Blue rõ ràng đầu tư nhiều không chỉ để đá cho vui, mà họ bắt buộc phải lọt vào top 4, phải tìm lại ánh hào quang năm xưa. Còn nếu mọi thứ không đi đúng theo quỹ đạo, tương lai của Enzo Maresca sẽ trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao.